Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì hai anh em mình Nam và Dương sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi đang rất hot. Đó là món đồ chơi cát động lực. Đây là một loại đồ chơi không gây hại gì đến cho sức khỏe. Nó được làm bằng cát và slam. Bây giờ thì bọn mình sẽ mở hộp đồ chơi này ra nhá. Mở như nào anh Nam? Bộ đồ chơi này hôm qua bố và Dương mua siêu thị là có giá 165.000. 60 ạ. 160 à? Như lời anh Nam giới thiệu là bộ đồ chơi này nó không độc hại gì cho trẻ em. Nhưng mà nếu mà ngậm vào thì không tốt. Các bạn hãy đợi xem anh Nam bóc cái hộp đồ chơi có tên là cát động lực này ra xem bên trong nó có những cái gì nhá. Hai em đang loay hoay để đưa những cái đồ chơi bên trong hộp giấy ra ngoài để xem bên trong nó có những cái gì. Ui, có kéo co à? Đây này, bố thấy đây nó có cái giấy bóng dán đấy này. Nó gồm có những cái gì đây anh giới thiệu đây nhé. Đây là con khỉ, đây còn đây là con cá. Đây là các loại để nặn bột, nặn tay hình cái khuôn này. Trong khuôn. Có đây là các tử để con cút nhất. Đây là các khuôn hình con vật đúng không? Vâng. Giới thiệu từng con một thế nào, anh Dương đang cầm là con gì đấy? Con sư tử. Muốn lắm. Rồi, con sư tử. Còn đây là con cá ngựa. Tiếp con, theo. Con khỉ ạ. Sư tử nhất. Con bạch tuộc ạ. Để Dương giới thiệu cho nào biết không? Con này con gì Dương? Con thỏ. Ok. Con này con voi ạ. Con voi thì đơn giản. Con này con cá. Cá gì đấy? Cá vàng. Cá vàng. Ơ cá cam chứ. Con tên nó là cá vàng nhưng màu là màu cam. Hiểu chưa? Đây là cua. Con cua. Con cái gì đấy? Con là một cái xay ạ. Cái xay. Chúng ta có thể, đây là cái thay, xay. Đây là một xay để mình xay cho nó gầm gành gầm gành. Còn đây là cái xay để cho nó phẳng. À. Đây là túi cát động lực này các bạn. Một túi cát động lực màu hồng. Rất là đẹp. Bây giờ hai anh em chơi trò chơi này thế nào? Xem chơi như thế nào nhá. Chơi như nào? Bố nghĩ là chắc là mình tạo hình các con vật thôi. Đây, nó giống như kiểu là cái động lực này nó giống như kiểu là cái gì nhỉ? Nó làm bằng cái gì anh Nam cái này? Giống bằng, làm bằng cát và slam ạ. Cát và slam à? Vâng. Nó có thể kết dính với nhau à? Vâng ạ. Bây giờ anh Nam thử làm một con vật thế nào? Nó mùi rất là thơm. Mùi thơm á? Vâng. Hay nhỉ? Dương làm cho hết là đất rồi con. Rồi. Thôi đừng nhặt nữa, đấy nó bẩn rồi. Làm khéo hơn cho hết ra ngoài. Em Dương chọn con sư tử đầu tiên để tạo mẫu. Dương nhìn anh Nam làm nhá. Đầu tiên là cho cát động lực vào cái khuôn đúng không? Ừ. Cái này phải ấn chặt Dương nhá. Nếu mà ấn không chặt là nó không giữ được đâu. Nó sẽ bị rời ra đấy. Xem tình hình con sư tử không anh Nam? Dương bỏ cái hộp giấy bóng cứng ở đây ra trước này để mình đặt các con vật lên đấy. Ok. Đây. Cho nhiều vào, càng nhiều càng. Bộ đồ chơi này nào nó chơi bao giờ chưa mà rõ vậy? Xem trên mạng ạ. À, xem trên mạng nhưng chơi thực tế thì chưa chơi bao giờ đúng không? Thử làm được. Thử làm nhưng mà thất bại. Nếu mà mình lấy cát bình thường mình làm có được không? Không ạ, phải cát trắng sạch ạ. Cát sạch ạ. Cát bình thường làm thì có thể nó không kết dính với nhau đúng không? Không, nó vẫn kết dính nhưng mà xấu. À. Nó kết dính thì nhưng mà làm đúng cách thì được chưa? Rồi, thế được rồi đấy. Rồi, Dương làm việc cuối cùng đây là lu đi. Lắp cái lu vào. Có hai loại lu nhá các bé nhá, một loại lu mịn, một loại lu gì gồ ghề à? Nhẹ tay đi con.
Hình như là anh Nam cho hơi ít cát, nó chưa đầy lên ấy. Chưa đầy. Phải cho đầy lên cái khuôn đấy. Dương đừng làm mạnh nữa. Dương này sự khéo léo còn hạn chế lắm, làm cái gì cũng ngượng. Nhất là ăn cơm. Ăn cơm thì rơi rất là nhiều cơm cho quần áo. Quên nhá. Dương lu đi. Đu, anh Nam làm mẫu cái đi cho em nhìn. Nha. Đấy con nhìn anh làm như thế nào, tí con làm như vậy. Đừng tì lên cái hộp đấy nó vỡ. Trời ơi, mất kêu anh Nam lại cho cát lại. Thì thừa mình cho lại chứ, bây giờ con cho ra ngoài tí nó hết đi chứ. Thấy chưa, con thấy anh Nam làm khéo như vậy cơ mà. Còn thừa, thừa mấy cái này rồi. Rồi, thôi. Thôi xong, nó lại rơi. Con thử từ đầu tiên đã bị thất bại. Thôi làm lại. Rồi. Theo bác nghĩ là anh Nam ấn nó chưa được chặt lắm nên nó bị rơi. Ấn nó chặt tay một chút. Anh làm nhanh lắm. Làm mạnh thôi. Trời ơi, cái giờ lại dốc lên. Giờ lu. Con cho thêm đi. Hơi ít cát. Cho đầy lên cho mới lu. À bố ơi, bố. Bố ơi. Dạ. Bố biết biến con sư tử này. Nếu mà bố biết biến con sư tử này, mở con sư tử đấy ra thay con lân. Không biết cái số cát này nó đủ làm cho số lượng con vật người ta cho trong hộp đồ chơi này không nhỉ? Chắc không được. Không được đúng không? Vâng. Bởi nhiều con vật mà cát thì 8 ít. 8 con. 8 con. Chặt vào. Quay chát con vật anh Nam cho nhá, xem có đẹp không nhá. Quay cái này không? Rồi. Con cá vàng đầu tiên đã sản xuất xong. Anh Nam cho gọn vào để tí nữa còn đặt các con vật khác chứ. Nam à, Nam vào đây. Ok. Nam ơi. Tiếp đến con vật của Dương thế nào? Xong chưa? Nam đâu? Cho mình cái còn ít quá. Anh Nam con hai rồi á. Con lu đi. Tí nữa lại phá đi làm lại đấy. Lu mạnh tay vào. Lu mạnh tay chút nữa thì mới được Dương ạ. Không là con bỏ ra là nó vỡ luôn đấy. Bỏ ra kiểu nào? Ở chỗ này còn tí. Bố cho hỗ trợ Dương này, con này hoàn thành nhá. Đây đây. Dương ngoài hoài mãi mà chưa được con nào. Con lu mạnh mà. Giờ luôn rồi. Lu bằng tay này. À, mất công của con mà bố. Đâu, vẫn được mà. Như này để gạt hết những cái... Cháu còn chưa lu cơ. Cát thừa đi. Thấy chưa, chắc chắn con của Dương sẽ được bố làm ấy. Ok. Yeah, cứ cho con úp. Ừ, úp nhẹ thôi. Cháu được con hai con rồi. Con úp cho nào. Thấy chưa, cứng đét như vậy không à? Anh Nam. Ok. Yeah. Con thứ tử của Dương rất là đẹp. Ừ, anh Nam hết cát của em mà. Cát của em còn đâu. Con dồn vào vẫn đủ mê. Đấy, đủ tay. Dương làm con cá ngựa cho bố xem nào. Con bé có vẻ là làm nhanh hơn. Bạn này cát đủ đấy. Cẩn thận, nó nát đấy. Cái này là con gì anh Nam? Có bạch tuộc ạ. Bạch tuộc à? Thử cho nó ui. Thôi không sao, không sao. Nó sao vậy? Con thiêu tử này. Con không thiêu cát đúng rồi. Cháu có khỉ. Con khỉ của anh Nam. Con khỉ này đang ngủ à? Hay đang ngồi? Ngồi thì giống như ngủ chứ. Còn chỗ này nữa mà. Mỗi con thiếu cát. Rồi, con dồn hết là đủ đấy. Anh Nam dồn cát vào cho Dương làm nốt con đấy đi. Dương làm con cá vàng à? À xin lỗi, con cá ngựa.
mà thừa ấy. Thừa đó. À, đợi nốt Dương làm xong con vật này thì sẽ chào tất cả các bạn nhá. Bởi vì chơi trò chơi này mình có cần có thời gian. Mình làm xong mình lại phá đi, lại tiếp tục làm. Trong số 8 con vật thì cát động lực là đủ làm 5 con. Ok chưa? Con mở xem nào. Con cá ngựa của Dương, ok. Yeah. Con đã tự làm được rồi. Ok, chúc mừng Dương đã hoàn thành hai con vật của mình. Hai con vật của Dương là con cá ngựa và con sư tử cũng rất là đẹp. Hai em chào tất cả các bạn đi. Hai em lại tiếp tục chơi tiếp bằng cách phá những cái con vật đã làm và làm lại.